Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương và sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Tình cảm nồng ấm của Campuchia với quân tình nguyện Việt Nam. Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam năm 2019 tại thung lũng Silicon, Hoa Kỳ. Ninh Thuận sôi động hướng đến lễ hội KT năm 2019. Ngày 26 tháng 9 vừa qua là kỷ niệm tròn 30 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế của mình tại đất nước Campuchia, là ngày trở về của đội quân nhà Phật sau khi đất nước Campuchia từ chiến tranh và đứng trước họa diệt chủng, trở thành một quốc gia hòa bình trọn vẹn, thống nhất, phát triển. Hãy cùng chúng tôi đến với đất nước Campuchia và cảm nhận tình cảm nồng ấm của nhân dân Campuchia dành cho quân tình nguyện Việt Nam. 30 năm trước, cũng giống như bao người dân Campuchia khác có mặt tại Đài Độc Lập, Đại tướng Eisamon, khi đó là tỉnh đội trưởng tỉnh Kandan, đã rất buồn và có phần lo lắng khi phải chia tay những người đồng đội. Cuộc tiễn đưa quân tình nguyện tại Đài Độc Lập trong lòng tôi rất xúc động và có phần sự lo lắng. Khi quân tình nguyện Việt Nam rút quân lần cuối cùng vào ngày 26 tháng 9, chúng tôi lo có thể một số địa bàn không giữ được. Và đúng như vậy, một số khu vực đã bị Khmer Đỏ chiếm lấy. Để cứu giúp đất nước và dân tộc Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo nhất trong lịch sử loài người, rất nhiều chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã không thể trở về với đất mẹ. Trong thời gian 10 năm để ngăn chặn Khmer Đỏ quay trở lại, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh rất nhiều, cả do sốt xuất huyết và bom mìn gần như mỗi ngày. Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nhấn mạnh tới sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam đã kịp thời cứu sinh mạng của hàng triệu người dân Campuchia và khép lại những trang sử đen tối nhất trong lịch sử quốc gia này. Xin đại diện cho người dân Campuchia, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ, quân đội và người dân Việt Nam đã đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia trong quá trình đấu tranh để giải phóng đất nước, thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ để ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ diệt chủng này, mang lại sự hồi sinh cho đất nước Campuchia. Nghĩa cử này mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử Campuchia. Campuchia trong dịp lễ hội Chum Banh là một trong những lễ hội lớn nhất của người dân đất nước này tri ân tổ tiên của mình. Bao nhiêu năm qua, những lễ hội cầu siêu cho anh linh, anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam vẫn được tổ chức. Trong dịp lễ Pha Chum Banh, chúng tôi tổ chức lễ cầu siêu cho anh linh của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện sớm siêu thoát và tiếp tục giữ gìn sự an lành cho cả hai đất nước chúng ta và cũng như cả thế giới. Các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh cho tình đoàn kết đặc biệt và thiêng liêng của hai dân tộc. Như sông Đá Chân Sâm Rinh khẳng định, núi Trường Sơn có thể mòn, sông Mê Công có thể cạn, nhưng tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Campuchia là bất diệt. Thạch Thông, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Campuchia. Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và dự hội nghị cán bộ quản lý trại giam châu Á Thái Bình Dương lần thứ 39 tại Mông Cổ, đoàn cán bộ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, các cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng Việt Nam đã có buổi làm việc và ký bản ghi nhớ hợp tác với Tổng cục thi hành các bản án của Tòa án Mông Cổ. Tại buổi làm việc, Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam khẳng định, việc ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng Việt Nam với Tổng cục thi hành các bản án của Tòa án Mông Cổ cho thấy niềm tin và sự ủng hộ lẫn nhau giữa chính phủ, nhân dân hai nước, mà còn là một sự kiện chào mừng 65 năm quan hệ Việt Nam-Mông Cổ. Tại Mông Cổ, đoàn công tác cũng đã dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trường số 14 mang tên Hồ Chí Minh ở thủ đô Ulaanbaatar, thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và gặp gỡ, giao lưu với cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. Nhằm tạo cơ hội cho các start-up Việt Nam vươn ra thế giới, trung tuần tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam năm 2019 đã được khởi động tại thung lũng Silicon, bang California, Hoa Kỳ. Trong đó, có diễn đàn kết nối hệ sinh thái thung lũng Silicon với Việt Nam. Đã có rất nhiều ý kiến về những cơ hội và thách thức đối với các start-up Việt Nam khi đến với hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu thế giới này. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
Nguyễn Hoàng Anh là giám đốc vận hành của Abivin, một startup Việt vừa nhận giải cao nhất cuộc thi chung kết giải thưởng khởi nghiệp toàn cầu 2019 diễn ra tại Mỹ. Với Hoàng Anh, kết nối với thung lũng Silicon đem lại nhiều cơ hội cho các startup Việt. Các startup nếu mà được kết nối với Silicon Valley thì có rất là nhiều những thuận lợi, có cơ hội được kết nối đến những nhà đầu tư tiềm năng và những người có những đối tác tiềm năng có thể giúp được cho sự phát triển của công ty. Để tận dụng được những cơ hội này, một số chuyên gia cho rằng các startup Việt phải có thời gian ở Mỹ, thậm chí phải được thành lập và ươm mầm tại Mỹ. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc đưa các startup Việt Nam sang Mỹ là một thách thức không nhỏ. Một trong những lý do là vì các sáng lập viên Việt Nam không hiểu được khách hàng Mỹ. Ở Đông Nam Á, các bạn có thể giải quyết các vấn đề ở đó tốt hơn nhiều những người đến từ bên ngoài. Tôi nghĩ đó là cách tiếp cận tốt hơn rất nhiều. Một số chuyên gia cũng cho rằng cần phải xác định rõ mục tiêu khi kết nối các startup Việt với thung lũng Silicon. Vấn đề nếu mà muốn gọi vốn về nhà thì tôi không hiểu là đấy có phải là cái cách làm mà nó phù hợp hay không. Bởi vì là các cái venture capitalist ở Việt Nam sẽ am hiểu thị trường và sẽ sẵn sàng quyết định đầu tư ở Việt Nam hơn. Còn nếu mà sang bên này tìm hiểu là có những cái vấn đề có thể đưa các cái giải pháp của mình sang bên này thì cái đó cũng là một cách tiếp cận hay. Nhưng mà nó sẽ khó nếu mà chỉ đưa sang một vài lần. Theo các chuyên gia, việc tạo cơ hội cho các startup Việt kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu trong đó có thung lũng Silicon này là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, để chủ trương này thực sự đem lại hiệu quả thì cần phải có một sự lựa chọn chính xác những startup nào phù hợp với từng địa bàn cụ thể, đồng thời phải có sự định hướng rõ ràng về cách tiếp cận. Nhờ đó mới có thể tận dụng được các cơ hội và phát huy được tiềm năng của các startup Việt Nam. Lê Minh, phóng viên truyền hình Việt Nam từ thung lũng Silicon, Hoa Kỳ. Chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp do Mạng lưới khởi nghiệp Việt Nam tại châu Âu tổ chức đã diễn ra tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Cuộc thi được tổ chức với mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng người trẻ gốc Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại châu Âu. Cuộc thi được phát động vào tháng 5 vừa qua đã nhanh chóng thu hút sự tham gia của 16 dự án khởi nghiệp của người gốc Việt từ các nước như Đức, Phần Lan, Thụy Sĩ, Pháp, Hà Lan, Cộng hòa Séc. Các dự án khởi nghiệp bên cạnh giải quyết các vấn đề xã hội tại châu Âu cũng như tại Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ còn tập trung khai thác các điểm mạnh của nền kinh tế Việt Nam để tạo ra các sản phẩm tiêu chuẩn thế giới. Kết quả, sau khi xuất sắc trả lời các câu hỏi của ban giám khảo, hai dự án mang tên My Health Birdie và Green Đà Lạt đến từ Cộng hòa Liên bang Đức đã được xướng tên trở thành nhà vô địch mùa đầu tiên của cuộc thi này. Hai dự án về nhì trong cuộc thi gồm có Ronhau đến từ Phần Lan và ESTK đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Vừa qua, Nhật Bản đã bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Yasumaya Shibuya, kẻ đã sát hại bé gái Lê Thị Nhật Linh hồi tháng 3 năm 2017. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6 tháng 7 năm 2018, chánh án Tòa án tỉnh Chiba, Nhật Bản đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Shibuya. Tuy nhiên, các công tố viên đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân. Các công tố viên cho rằng hành vi của bị cáo Shibuya là cực kỳ tàn nhẫn và cho rằng phán quyết của tòa sơ thẩm với mức tù chung thân là không phù hợp. Đến nay, bị cáo Shibuya vẫn không thừa nhận tội danh. Theo kế hoạch, phiên xét xử phúc thẩm tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 11. Lễ hội KT là sự kiện quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Trước khi KT đền tháp chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 9, tức ngày 1 tháng 7 lịch truyền thống của người Chăm, nhiều hoạt động đã diễn ra. Sau đây là ghi nhanh của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ Ninh Thuận. Thưa quý vị khán giả, mọi người có thể cảm nhận được sự rộn ràng của lễ hội KT khi đến với các làng Chăm vào những ngày này. Các con đường thì được dọn dẹp sạch sẽ và được trang trí đầy màu sắc. Lễ hội KT của đồng bào Chăm cũng là ngày hội của đoàn tụ nên con em người Chăm dù ở đâu cũng quay về bên gia đình vào những ngày này. Và chiều nay thì lễ rước Y Trang diễn ra tại làng Chăm Hữu Đức mở đầu cho các hoạt động của KT đền tháp, KT làng và KT gia đình diễn ra vào nhiều ngày tới. Nếu như mọi năm các hoạt động của lễ hội KT chỉ diễn ra trong không gian các làng Chăm thì năm nay tỉnh Ninh Thuận cũng tổ chức nhiều hoạt động như là triển lãm chuyên đề văn hóa Chăm Ninh Thuận, An Giang, giao lưu nghệ thuật ca múa nhạc dân gian Chăm.
hay giới thiệu món ăn truyền thống đồng bào Chăm. Đây là những hoạt động nhằm quảng bá các nét độc đáo của văn hóa Chăm đến với khách du lịch khi đến Ninh Thuận nhân dịp này. Nhắm mắt thấy mùa hè là một trong những tác phẩm điện ảnh ấn tượng trong năm qua, được thực hiện bởi các nhà làm phim trẻ nhiệt huyết và đầy cá tính. Và trong năm nay, nhà sản xuất của Nhắm mắt thấy mùa hè quay trở lại với tác phẩm phim độc lập mới mang tên Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi, tiếp tục với những câu chuyện của giới trẻ nhưng được kể lại theo một cách đặc biệt hơn, thông qua âm nhạc. Con thuyền ngô nhân dòng sông. Giống như Nhắm mắt thấy mùa hè, Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi tiếp tục là một tác phẩm điện ảnh độc lập. Tinh thần tự do, sáng tạo của các nhà làm phim trẻ với tinh thần độc lập trong bộ phim thể hiện ngay từ khâu sản xuất, khi chính những diễn viên chính được tuyển chọn cũng là những biên kịch. Những tình huống trong phim này mà hoàn toàn do hai bạn diễn viên mình sáng tạo ra. Mình chỉ là người đưa ra cái tình huống thôi. Còn những cái câu thoại, những cái đặc để, những cái ứng xử trong câu chuyện thì nó đến từ hai diễn viên của mình. Điểm sáng nhất của Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi phải kể đến âm nhạc trong phim. Với 15 ca khúc là các sáng tác của các nghệ sĩ indie, nhạc độc lập, âm nhạc đóng vai trò như một diễn viên chính trong phim, dẫn mạch cảm xúc cho toàn bộ mạch truyện. Indie là một cái nhạc mà nó mang tính cá nhân câu chuyện của tác giả, nó mang tính tự sự nhiều. Cho nên là khi mà bỏ vào thì nó sẽ thay thế được lời thoại của nhân vật để mà nói lên cảm xúc đó. Còn mình tập luyện ngày đêm có phải là điên cuồng luôn để có thể mà có được một cái sự kết hợp diễn, hát và đàn tự tin nhất có thể. Với tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết, bộ phim là một tác phẩm độc lập sáng giá và có sắc màu khác biệt so với những bộ phim thương mại đang được cầm chiếu. Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam VTV4, kính mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web vtv4.vtv.vn hoặc trang youtube.com/vtv4go. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.